chào các bạn. Trên tay mình là một túi miến sâm tráng tay thủ công nữa các bạn. Một túi nửa cân được rất là nhiều nha. Bây giờ thì mình sẽ vào bếp nấu món miến sâm với rau củ và xương hầm. Mời các bạn vào bếp cùng mình. Đây, trên tay mình là có súp lơ xanh và súp lơ trắng nha. Đây là súp lơ baby các bạn. Đây, sau đó nó sẽ ra những cái cây con như thế này. Sau khi mình bẻ cây to thì nó sẽ ra cây con nhánh như thế này nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ xử lý nó để cho vào canh miến, ăn cho nó mát. Rồi bông cải trắng mini cho mình. Bông cải trắng rất là ngon các bạn nhé. Rất là ngọt. Đây là sau thành quả vài phút này mình đã xử lý xong nó rồi. Mời các bạn bật bếp nha, xem mình nấu xương và nấu miến như thế nào.